Rồi bây giờ ví dụ như là chú biết bây giờ trong nhà mình là cái mình ở trên nhiều ngôi mộ như vậy, thì khi mà chú nghe được Có thầy nói như vậy chú có sợ nằm không? thấy chứ, nằm À, thấy nửa chú đêm nằm thấy luôn hả? nằm thấy Chú mình nó thấy được đuổi cái mình gì? luôn, nằm thấy nửa đêm là mình mơ là đuổi luôn, nói là cái chỗ của họ nó đuổi luôn. Bà chứ hè bà gái 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 thích bà chứ bà hạt bà hạt tăng à, à thì ơi hè của ta ta khô hè sự ha hồn hang hiện cả ơi hè buồn thánh mình rồi đó linh ta ơi hè buồn kim cương Dạ Thành Nguyên mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Thành Nguyên kết nối yêu thương. Dạ kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với anh Xuân Dũng, Ngô Ân và Chế Vinh kết nối yêu thương để tới thăm một cái hoàn cảnh này mà trước anh Dũng có tới thăm đó quý vị. Thì cái ngôi nhà này theo như lời của anh Dũng thì được cho rằng là huyền bí đó quý vị. Trước đây được cho là xây trên 6 cái ngôi mộ cổ và rất là nhiều điều tâm linh xảy ra. Đó là bốn anh chị em trong ngôi nhà này lần lượt cứ đến tuổi trưởng thành là tuổi 20. Có những người thì bị tàn tật, có những người thì bị tâm thần, rồi có những người thì bị ung thư. Dạ. Và sáu cái ngôi mộ cổ này sau khi mà được rời cất đi thì có điều gì kỳ lạ xảy ra hay không? Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để vào tìm hiểu nhé quý vị. Vâng, chào chú. Và mọi người đã biết ấy, thì nhà chú Tuyển rất là đáng thương, một hoàn cảnh rất là đáng thương và tội nghiệp khi mà bản thân chú và những người em của mình bị bệnh tật. Bản thân chú thì lên 20 tuổi thì tự nhiên bị bệnh và bây giờ chú phải gọi là bị về xương sống và chân cảnh như vậy đó. Rồi những lần lượt những người em tiếp theo thì người thì bệnh ung thư, thì người thì bệnh tâm thần, rất là tồi quý vị. Thì cái nguyên nhân thì chưa biết từ đâu, nhưng mà theo chú thì có khả năng vấn đề tâm linh. Chú nói rằng là do nhà của chú làm trên cái 5-6 ngôi mộ cổ của người ta ngày xưa. Và sau khi Dũng đưa câu chuyện đó lên đó quý vị, thì đã được một mạnh thường quân ở Canada hỗ trợ cho gia đình chú thêm được 300 Canada, tương đương với 5.400.000 đồng. Trước đó thì Dũng đã đến hỗ trợ cho chú được được mấy đấy chú Hà? Năm triệu hả? Dạ, hôm nào lên là ghé một trò chuyện. Bây giờ con bảo chú là nay là chú có thêm được hơn 5 triệu để ăn Tết nữa. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ, con chào chú. Dạ, đây quý vị, mọi người có thể thấy rõ đây là cái nơi mà khi mà ngôi mộ được đào lên đó quý vị. Đào sâu đến 2-3 mét mới thấy được những cái bộ hài cốt của người, theo chú thì gọi là người Chăm xưa đấy. Người Chăm à. Người gì em? Người Chăm á. Người Chăm. Chăm. Cái vết xi măng nó vẫn là còn dân tộc Chăm, nó còn mới này. Người Campuchia đó là cái này mới mới đào rồi ấy. Xong cái vết mới vậy. Nói chung là đào sâu lắm, đào sâu. Đào sâu. Đó, đây là một vị trí của ngôi mộ này. Đây nữa này. Ở đây nữa này. Đấy, còn đó này, hai này. Hai. Đó. Và đây là một cái mà dưới đây là chỗ bàn thờ luôn à. Chỗ này, đây, điểm này quý vị này. Thấy chưa? Ba này. Ở trong chỗ ba này. Trong buồng chỗ nằm luôn. Trong này. Trong này nữa này quý vị. Ở cái phần mà màu trắng trắng đó. 6. Ở phía sau nhà bếp nữa. Đó, hồi đó thì dạ. Đây anh, đây hả? Không. Là ngay bếp đây một cái nữa. Ờ, à, ngay bếp luôn. Rồi. Thì sau khi mà được bóc mồ lên á, đưa những hài cốt đó đi an táng ở nơi khác. Ở nơi khác. Ở đây mọi người thấy nhà chủ, nhà bếp.
Nhưng mà cái khi mà xảy ra cái câu chuyện là người trong nhà bị ung thư rồi bị điên là thì lúc đó mới mới đi coi thầy hay sao anh? Lúc đó mới có thầy nhưng mà vẫn tin. À vẫn không tin. Sau đó là thầy nói là nếu không tin thì thầy về thì ngay đây luôn, mất chi thì chịu qua thầy chỉ chỗ nào đâu rồi đó. Là thầy ngồi đi kể cho thầy chỉ ra chỗ đi. Đó luôn. Kì. Rồi khi mình ở hay chú được nghe chú nói kể cái chuyện có như thế nào sập sự cổ. Đến 27 tuổi là bị đau người. À bây giờ mình kiếm chỗ nào. Ra ngoài đây chú. Ra okay, ngoài này chú à. Chú tiền, ra ngoài ngoài đây chú tiền. Đây này, chú ngồi đây là hợp lý nhất này. Mát mẻ, sạch sẽ. Con ngồi bệt đây luôn nè. Đừng lâu cũng được. Cái gì hôm bữa đó rồi chú? Mới đi chơi mới đó. Chú chơi có chị đó về hạt cho bui. Ơi huệ của ta. Mới đi tha đó. Chú cũng kéo về được à? Chứ đi. Có điện thoại không chú? Không, mình đang nhận điện thoại được. Dạ, cái hoàn cảnh của chú thì anh Dũng có tới đây rồi. Nhưng mà tụi con là Thành Nguyên kết nối yêu thương. Và đây là anh Ngô Ân kết nối yêu thương. Cũng chưa biết được cái hoàn cảnh này của chú là vì sao lại có mấy cái ngôi mộ ở trong nhà đó. Thì bây giờ chú có thể kể lại cho hai anh em tụi con nghe và quý vị đang xem đây chút xíu được không ạ? Lúc xưa chiến tranh á là di tản về dưới kia và trên đi là đất là giống như đất cũng ông bà mua thôi, mắng biệt chứ hết, mua là định để là làm nhà sau này rồi hết chiến tranh lên mà lên làm nhà làm cửa rồi mà ở là cứ là lên 27 tuổi là với tôi là 27 tuổi là đau, để đến đứa thứ nhì cũng 27 tuổi đau. Đứa mà trưởng thành thôi là bị thôi, bị mà tôi là bị là kỳ nữa, nói là đi gầy đi không nổi, đau nửa đêm là lá cả đêm nữa. Đó, mà sau đến độ vợ là đứa đi bị là tâm thần, mà tâm thần là nhiều hơn, bị là giống như là u tao này, treo rồi nói bậy nói bà rồi là nói bác cũng đi mê tín cũng đi quay, thầy ba rồi thầy môn cũng đi quay, am môn cũng đi cùng rồi. Mà cũng trưởng thành đi bệnh viện cũng đi, bệnh viện là tâm thần cũng đi. Rồi là ba đi nằm mấy tháng lên chứ cũng vẫn uống thuốc. Có đỡ không chứ? Thì cũng đỡ, chứ đỡ là đỡ rồi thôi chứ con có một cầu là lời sáu là nặng ghế phá phách. Bằng thờ bằng đồ chứ là lùa hết. Đó. Mấy trần luôn, sắm lại lên thờ. Và sau bếp ga bếp đồ chứ mà cầu đục chảy hết, mang thôi chạy cái nhà rồi, mang thôi nổ bên ga rồi. Mà khi nữa mà luôn tiền mà nhờ công an đem vô trong trại là bảo trợ xã hội cách đây cũng 2 năm rồi. Đó, để Tết này là 2 năm. Vậy là gia đình mình mấy người bị hả chú hả? 3 người, con đứa em đi lấy chồng cũng là bị ung thư vú. Mai bữa nay ung thư vú là cũng là chữa được thôi, cũng là xong rồi. Tức là nhà chủ á là ba người là bị tâm thần. Ba người bị tâm thần. Nhà chủ một thì bị đến những phần. Người bị tâm thần này á, để nói cho rõ là cứ những người đó là bị cứ đến 20 tuổi á là bị 20 tuổi. Chú cũng nay cũng tầm 20 tuổi, tức là đến tuổi trưởng thành cử đi bộ đội về khi nào mà bị người em người anh của chú. À là em chú là cứ ba người. Tôi là đầu. Chú thì bị bệnh như vậy. Chú là đầu. Tôi là đầu, không đầu. Ba người em nữa là bị ba người em bị tâm thần. Con đứa kể tôi là đi lấy chồng mà người em thì bị ung thư. Ung thư. Thì đang 5 người thì bị bệnh hết. Năm người chú có gia đình riêng không? Không, nó bị 27 tuổi là bắt đầu ba hết. Vừa rồi thì đợt trước là chú có chia sẻ rằng là chú có coi với thầy có nói rằng là mình đang bị làm trên cái mồ mả của họ, rồi là họ cho nên họ làm cho mình triệt đó giống như là không nổi dòng nổi dòi được, không được nổi dòi trong dòi luôn. Cái tôi cũng có vợ rồi mà xảy đau không đau nhiều, cái nợ đi hỏi vợ rồi là cái nợ là làm để đau nhiều là cái nợ ba hôi. Hai đứa em trai của chú thì bị tâm thần nữa rồi. Mà chứ đứa này 47 tuổi. Một đứa em gái cũng bị tâm thần. Một đứa em gái nữa thì trong nhà tôi nói thiệt là anh cũng có ai nổi dòng nổi dòi hết. Sao đi là kiểu đó. Rồi người em gái đi lấy chồng thì có lấy chồng có được hai con trai để nối dòng dõi lắm. Con gái nó lên đây là con gái là đi lấy chồng luôn. Rồi sau cái khi mà chú đi mời thầy về thì thầy nói sao? Mời nhiều thầy lắm, cái cũng tin nhưng mà phải mời ba thầy bốn thầy lắm khi nữa mà tin. Thì ba lên đây trực tiếp là trị luôn. Chị là chỗ mô cái nợ đào đúng luôn đào xuống là kêu đào mấy ngày là kêu người bà con làng xóm chứ tới kêu 3 ngày 4 ngày
cái nở xuống là hổ lập to nữa là đi chôn. Nhưng mà lúc đó có còn xương không, gì chứ? Chỉ có to thôi, vì lâu rồi là còn xương nữa, lập to thôi. Nhưng mà giờ đó gặp phải cái gì gọi là mồ giờ đó chứ? Hình chữ nhật giống như cái hình quân tài rồi. Quân tài cái hình to vì lúc hồ liềm là toàn to chứ rửa là giống như to nữa là giống hẳn hoái đã thành một lớp dưới là to thôi, cái xương hoái hết rồi. To đôi mốt màng hoái thằng đen một lớp dưới bất khi nào bóc một lớp mà đỏ mà lên cái đó chắc phải môi mổ cổ đấy, môi cổ đó giống lúc xưa người tắm rồi chú. Rồi khi về mình mình đào được những cái ngôi mộ đó lên rồi bắt đầu mình đi chôn cất đàng hoàng nhá. Đàng hoàng rồi lo lệ có thấy thay đổi gì về cái ấy không? Khi nữa là đợi bật già bật thôi chánh ngỏng, khi nào bình hẳn bật được bình là bị rồi là chúng tôi bình nặng rồi, bình nặng rồi. Rồi bây giờ ví dụ như là chú biết bây giờ trong nhà mình là cái mình ở trên nhiều ngôi mộ như vậy, thì khi mà chú nghe được thay đổi như vậy chú có sợ? Tôi năm thấy chứ. Năm thảy nửa đêm mình nó đuổi mình luôn. Năm thảy nửa đêm là mình mơ là đuổi luôn, nói là cái chỗ của họ là đuổi luôn. Mà chứ ông bà là tôi thì đau mà ông bà thì già rồi mà chứ đi mua được, đi là phải là nhà cửa đất đai mua, phải đi trực đo mà mình đi đổi nhảy nổi tới dễ cho cái nhà mà họ đã dư đi rồi đi cũng được đó, mà đất đai mua. Đó, nhà cửa mỗi ai làm ông già rồi đó, ông mới mất cách đấy mấy năm tám mấy tuổi đó, nên mới chịu thôi cho biết đó mà chịu đó, chứ nên đứa đi là 47 tuổi chứ nói hẳn ngay nữa việc thế. Rồi cho con hỏi chút xíu là các anh em chú thì bây giờ như vậy thì làm cái gì để mà kiếm sống qua ngày? Chứ trong vườn đó tôi mới ra trong chuỗi trong đó rồi đó, nên là bán vài chục ngàn để gửi đồ ăn đó, đây là chứ bưởi đâu hàng hết đó. Trái cây đúng không? Đó, trái cây lên rẻ lắm, chuỗi buông vài chục ngàn đó. Nó theo mùa mà đó, nó thiệt mẹ ăn nó nhờ nó từ thiện nó người như cho là chùa tiền cho thiệt đó, cho bầu gạo ăn bầu gạo cho cả mì tôm ăn mì tôm đó, còn dành được thì cho khoảng là một người là 400-500 chỉ là thôi, gọi là thôi. Thế rồi cho con hỏi các em của chú ở đâu cơ hết rồi? Chứ đứa là một đứa nặng là đứa bố trung tài bảo trợ xã hội, đứa nữa là ốc nặng, con một o đi là muốn sao trừ bố lại mà đứa đi là tội, ai nói đứa đi cho tôi khỏe. Mà nửa đêm là hát về hò về vậy chứ đi nữa, đi mà nếu không về là tôi phải khổ đau, phải đi tìm, mượn người đi tìm. Đó, khổ lắm nhưng mà về được đó mà ăn phải đơm cho nên miệng mà ăn đó, lá cả đêm hạt cả đêm đó, mới về là ra ngoài hồi to về hồi to mới về ăn mì ở đi lại đó. Dạ rồi chú, cho con hỏi chút xíu là khi mình xây cái nhà này á, con biết là ông bà ta ở ngoài Huế ngày xưa mà để mà xây một cái nhà là phải coi phong thủy chỗ này chỗ kia rồi kỹ càng lắm thì mới xây nhà đó. Mà hồi đó thì gia đình mình có làm theo như vậy không? Có làm, nhưng cũng họ nhậm hưởng nhậm đồ, nhưng mà thầy cháu đi lên họ nói thầy là có thầy họ thầy hai thầy vợ đó rồi. Chứ lúc cũng là đi cũng đi có coi thầy, có thầy coi hướng đó, coi thầy cái xây đó, 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 thầy ở đây chị Huế đây này. À người đẹp. Chào chị. Ơi của ta. Rồi đang nữa. Ta Huế tự hào thương ra đó Huế bùng mạnh bình đây là bố à? Mày bố nhớ không, nhớ ai không? Dạ, dạ. Tên chi? Mày cãi hả? Tên bạc không phải bạc. Ô hạt Nhật Vàng hay lắm. Thì Nhật Vàng lắm. Thì Nguyên bắt được vài câu Nhật Vàng thích lắm. Chia bài bài chia bài chia xuân ơi xuân đến rồi. Đáng nữa. Anh nghe nó. Hả? Anh nghe chứ. Bài chi hè bài gái thích bài chi? Bài hạt tăng. À thiệt. Ôi hè quà ta ta khô hè sự hạt hùng hăng hiến cả. Ôi hè buồn thánh minh rồi đó linh ta. Ôi hè buồn kiếm cương. À.
Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều hai ba. Nhìn à, em đang... em đi qua cuối xóm. Hà tiếp. Là ăn tóc mây bay má ưng hồng vô. Đang nữa, đang nữa. Bữa hạt nhớ má. Dạ dạ, vậy. Nhớ nhớ mới dạ. Tức quý. Dạ. 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 Hà đi, hà đi. Dạ. À. Ôi mẹ quá. Ta câu hế từ hạt rung răng tiếng có. Ôi mẹ một hên. Cái gì mà ơi hế của ta hoài vậy? Hello chị. Dạ. À, chị tên gì? What's your name? À, tôi xin đại tá đi. Tôi xin là cùng bé gia. Ui, tôi xin là cùng bé gia. Ui, thì em hãy mưa mưa hãy cùng nghèo đôi chiến. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nỗi nhịp bơ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, bên mái tranh nghèo từng quê đậm đà. Lớn lên. Quê em hai mùa mưa, hai thôn nghèo đất. Tôi lắm, có hiểu lắm nha. Hôm bữa anh cho tiền á, anh cho tiền là anh cho tiền riêng nha, cho tiền riêng á để mua bánh thôi. Cầm đưa cho anh nhé. Đưa cho anh hai, cho nên cả đưa cho anh Tuyển nói cầm đi để mà mua bánh thập nhang cho mà. Anh vào trước cổng á, để sáng phải không? À, anh đậu xe trước cổng á. Đúng rồi. Đi ngoài vô ha. Hát đi. Hát bài nữa. Anh đo thành giờ đây sẽ bỏ qua cho anh tàu giờ đây mà sao đi ra đó rồi anh là chú này mới lo lo bị giờ anh. Thôi hát lại này. Em ơi đô thành đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về đây ta sẽ nuôi heo. Về đây mình tắm cho heo, về đây mình hát cho heo, về đây mình nói heo nghe chẳng bao giờ buồn. Đúng không? Ai mà buồn em mà mừng buồn. Hả? Ai mà anh trùm. Hả? Anh trùm mà. Anh trùm mà. Trùm mà hả? Dạ. Trùm mà về hả? Dạ. Mà mất lâu rồi thế. Mất lâu rồi mà lại ai mới mất chưa bảo mà dạ. chô ma nói sao đang mà này ai mới chưa rằng à mà nó đang mất chi rứa bơ bẻ nói đang cài nói đang con mong chùm lửa con mất chi chùm lửa con đang chùm lửa là nấu cơm ấy dạ. Cho tiền là cứ đưa cho đưa, anh Tuyển á. Mua bánh canh về cúng cho mà. Mua về cúng cho mà. Thương mà không gái? Dạ thương. Thương nhớ mà không? Dạ. Nhớ hả? Dạ. Nhớ nhiều không? Dạ. Hát dạ. Bài về mà coi. Hát bài về mà coi. Bài về mẹ coi. Lòng mẹ bao la. Mẹ ơi hẻ quá ta khâu hẻ sự hạ ruồng răng tiếng ơ hẻ một thảnh minh gọi đó ơ hẻ kim cương. Hẻ kim cương hả? Ơ hẻ kim cương. Kiên cường. Kim cương. Đây là mấy cái tấm tôn mà lấy cái dây để buộc lại như thế vậy này quý vị. Rồi thầy có trong đây còn không? Trong khu vườn nhà mình còn cái nào hay? Không, ngoài trong còn... nhà thôi chứ còn trong vườn này chứ mẹ cũng biết thầy cũng được. Coi chừng nếu mà thời đó về. Nói quý vị, đây này, trước cửa nhà đó quý vị là cái ngôi mộ nó nằm ngay đây luôn này. Đó quý vị thấy nhá.
cái màu đen 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 này là đào lên, đào mục lên xong rồi phải lấy xi măng để mà láng lại đó quý vị. Rồi đây này, rồi trong phòng ngủ này, rồi dưới bàn thờ này, nó dưới bàn thờ là những cái vết xi măng này là đào lên rồi mới lấy xi măng này kia chất lại đó quý vị. Chỉ nghe đến thôi là cũng rùng rợn này. Đây còn đây là cái chỗ nghỉ ngơi, không biết là của chú hay là của chị đây này. Mà làm bằng các cái cột gỗ tâm phản, giống như tâm phản vậy đó quý vị. Thấy là giống như thay nó lên đầu. Đây là cái đất cổ mà đất to lên thôi. Vào cái mộ cổ á, đây mộ cổ. Đó là chôn lâu lắm. Giống như là cái phủ đó quý vị, đất không bôi bôi thêm mỗi mỗi năm mỗi cái chỗ đó. Ai đừng ngủ. Xoay xoay. Ngồi đó. Ăn được lắm. Múa chị múa được không? Dạ. Em ơi đâu thần em sống quen quen tàu. Đưa nhau lên tàu. Bài tiếng thuộc hết, mình đều thuộc một khúc, nó là hạp mai hạp vậy đó. Anh là chú rể mới đi lâu lắm. Đến ba tà thôi rồi mà. Em ơi đô thành ở đây anh sống không quên. Đưa nhau lên tàu về đây ta sẽ nuôi heo. Sao nữa? Tôi phải là nuôi tôi mà chơi tôi phải nuôi lại đấm cơm không được. Làm lọ là chú trọng. Chứ cái giặc ảo quân nói chứ nữa. Mà nói từ đứa vô tài thì tội từ đời thôi đó. Thôi để ở nhà còn thủ thì nó thủ thì cho vui đó, cho con tư muốn thôi. À, tôi mà cho 20 ngàn á mà. À, 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 cho 20 ngàn. Đây, đây, đây. Ê, xin nhiều. Xin được, hai chục cho 10 nghìn, 5 nghìn gì nữa. Ê, do còn lê nó gì nữa. Lê đó. Cái thảo đi mua ai. Mà cho rồi, cũng đứa cháy nè. Dạ. Cầm cho bụi rồi đó, xong đứa cháy nè. Coi nè, bây giờ là... Đó, bây giờ là Ngô Anh xin 20 của Ngô Anh. Cho 50 luôn nè. Dạ, dạ. Không có 20. Dạ. Đây, đây, anh cho. Đây, dạ, dạ kìa. À. Cho, 5, cho chị cắm đi, cho chị 50 nha. Dạ. Cảm ơn. Mua cái này mua làm gì? À, có tiền này để làm gì? Tiền này để làm gì? Là mua bún cũng mà. À, mua bún cũng mà. Mà. Ừ. À, làm mẹ đó hả? Ừ. Dạ. Nó hiểu lắm. Đoài đó thăm mồ rồi mới đi. Ở cầm đề còn mang đưa lên cho anh liền. Ok. Cảm ơn gặp anh. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Để mới cho anh cho nữa. Cho em tiền mua bún nữa cũng mà. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cảm ơn dễ thương này. Dạ. Cái hiền ha, bởi đi là lần đi là mừng lan ạ. Đưa cho anh luôn. Thôi ra ra sợ là u năm triệu. Mua bụng ôm mà ăn mà gì ạ. Cảm ơn ạ. Vâng, thưa các nhà, thưa các bạn, có thể nói rằng Huế là một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Ở nơi đây thì như mọi người đã biết có lăng tẩm của triều đại nhà Nguyễn rất là nhiều ở đây. Những câu chuyện đầy tâm linh, đầy bí ẩn ở mảnh đất Thừa Thiên Huế cũng rất là nhiều. Và nếu có dịp, Dũng sẽ truyền tải những câu chuyện đầy tâm linh đó lên cho quý vị ở những video sau. Còn bây giờ thì đến với hoàn cảnh của gia đình của chú Tuyến, khi mà gia đình làm trên cái ngôi nhà, làm trên những ngôi mộ cổ như vậy, những ngôi mộ cổ như vậy, và nó đã không biết là cái chuyện tâm linh có hay không, nhưng những người trong thân gia đình đã có những cái bệnh tật, đã mang trong mình những cái bệnh tật nó rất là kỳ lạ, khi mà từ chú Tuyến cho đến những người em của mình là bệnh tâm thần, rồi bệnh này bệnh kia, bản thân chú cũng vậy, bệnh ung thư nữa. Dạ, bệnh ung thư nữa rất là tội. Thì không biết là có phải rằng là mình cái gia đình đã làm ngôi nhà khi mà đã phàm trên cái khu lăng mộ của người xưa rồi có bị thế này thế kia hay không, cái đó thì là cần phải giả mãi sau. Còn bây giờ thì Xuân Dũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Đức ở Canada. Sau khi xem cái video lần trước Dũng đưa lên
thì em Đức đã thấy thương cho hoàn cảnh của gia đình mình, thông qua Xuân Dũng gửi về số tiền là 300 Canada. Thì 300 Canada thì tương đương với là 5.400.000 đồng. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2, Xuân Dũng từ thành phố Hồ Chí Minh ra ở Huế để trao cho bác cái số tiền này. Dạ. Cho bác Tuyển. Dạ. Dạ, cũng chúc bác và anh chị em trong gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và cố gắng vượt qua những cái khó khăn tại thì khó khăn bệnh tật ha. Dạ. Đúng ha. Dạ. Tôi xin đại diện gia đình xin cảm ơn các anh Đức chú cho anh bên Canada. Dạ. Tôi xin cảm ơn và xin cả hai nữa xin cảm ơn các anh để đến nhà để trao đổi nội chuyện giúp đỡ để cho tôi xin cảm ơn như tôi cũng biết lắm để tôi sống qua ngày để nuôi mấy đứa nữa cảm ơn điều kiện thì các anh là giúp đỡ thì tôi xin thành thật cảm ơn nhiều lắm thưa chú thì hôm nay con tới với anh Dũng và anh Ngô Ân rồi anh Chế Vinh mấy anh em thì chúng đi thăm hỏi một số hoàn cảnh đây đó. Rồi qua đây thì con mới biết được hoàn cảnh của chú thì con cũng xin gửi cho chú 1 triệu chú nhá. Tôi xin cảm ơn. Thì cái 1 triệu này thì con xin trích trong cái quỹ của con đó là của chị Liên Nguyễn. Con gửi tới cho chú. Tôi xin cảm ơn. Con cũng chúc chú và chị nhiều sức khỏe nhé. Chú ngồi đi, chú ngồi đi. Đứng khó khăn. Chị về sân bay vào luôn, vô Sài Gòn. Nhà ba bốn người mà bị bệnh đi. Bốn anh em mà ai cũng bệnh với tật không? Dạ, cũng già từng chứ được vừa rồi nó chưa định tết đi vào thăm trong trại. Tôi cũng dở mà đeo phải cố gắng vô chưa bấm. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay thì ba anh em trong team kết nối yêu thương gồm anh Xuân Dũng, rồi Thành Nguyên, Ngô Ân và còn anh Chế Vinh nữa đi tới thăm hoàn cảnh của chú Tuyển. Chú Tuyển đây thì Ngô Ân cũng xin được trích ra 1 triệu từ cái số tiền của chị Tuyết Sự đã gửi cho Ngô Ân nhờ Ngô Ân đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và đây con xin được trích ra 1 triệu gửi cho gia đình, mong góp được một cái phần nào đó trong cái dịp cuối năm để gia đình chuẩn bị một cái Tết sum vầy ha. Tôi xin cảm ơn. Chú bạn nè. Đấy, chú bạn cười nè chú bạn nè. Cười đi. Dễ thương quá. Sao mà anh thôi rồi, chú Tuyển. Dạ, năm mới. Chúc bạn anh một năm mới. Chúc chú sức khỏe nhé. Tạm biệt cả nhé. Bye bye sao? Bye bye. Vẫy tay chào nhau. Một lần nữa thì Thành Nguyên cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thành Nguyên trong những hoàn cảnh mà Thành Nguyên đã ghé thăm. Còn bây giờ thì Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị rồi và kính chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe nhé quý vị.